Ok, xin chào mọi người. Video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách tải và cài đặt dùng thử miễn phí phần mềm Simple Facebook, giải pháp xây dựng trang cá nhân bán hàng đầu hiện nay cho ATV Software cung cấp và hỗ trợ. Nó sẽ gồm 4 bước sau đây. Bước 1 là đầu tiên là mọi người truy cập trang chủ ATV Software.vn hoặc là tìm kiếm khách hàng cho VN. Bước tiếp theo mọi người có thể nhìn thấy ở trang chủ thì phần mềm Simple Facebook được đặt đầu tiên. Mọi người có thể bấm tải về và cài đặt phần mềm. Đây là cái bảng setup. Ngay phía dưới là cái tài liệu hướng dẫn thì mọi người cài tải kèm theo ha. Ok, mọi người có thể lưu cái tài liệu hướng dẫn này ở desktop để tiện theo dõi. Đây chính là cái bảng cài đặt thì mọi người có thể cài đặt trực tiếp ở đây luôn. Next thôi. Ok. Mọi người nhớ theo dõi cái tài liệu này để biết được cái tính năng vượt trội của phần mềm cũng như cách khai thác nó hiệu quả. Sau khi cài đặt thì mọi người sẽ lấy cái mã bản quyền và cái định dạng của nó là ATV Facebook hoặc gạch 6 số cuối như thế này. Đây là cái mã này nằm ở phía góc dưới, và cái mã của máy này sẽ là 357946. Thì mọi người có thể thực hiện bước 4, tức là bước tiếp theo là liên hệ bộ phận hỗ trợ để được kích hoạt dùng thử miễn phí phần mềm này. Thì có hai cách. Một là mọi người có thể live chat ở website như thế này. Ví dụ mọi người đánh là tôi cần hỗ trợ dùng thử phần mềm Simple Facebook, mã của tôi 356897 chẳng hạn, số điện thoại 0979866060. Đấy, thì nhân viên live chat sẽ hỗ trợ trực tiếp và kích hoạt cũng như thông báo mọi người. Hoặc là cách thứ hai là mọi người có thể liên hệ qua hotline là 0948999522 hoặc là 0967999911. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này.